Mình chào các bạn, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe Rip, phải nói là cực đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn, của một anh bạn ở tại Trảng Bom mới về. Thì cái giá bán của nó anh nói bao nhiêu mình quên mất tiêu rồi, thôi để tí hồi rồi có gì anh nói cho các bạn nghe ha. Thì mình thì cái xe này nó đẹp lắm các bạn, phải nói là nhìn nó là ghiền luôn, mà chạy là rất là ok, phải nói là chạy tuyệt vời luôn. Thì để tí anh nói cho các bạn nghe ha. Thì số điện thoại thì mình sẽ để trên màn hình, để anh em nào có nhu cầu thì lấy thì cứ alo cho ảnh ha. Trong phần mô tả đi, cho nó dễ đi, bạn bấm vào chữ xem thêm, bạn vào phần mô tả, bạn lấy số điện thoại trong đó, hoặc là lấy số điện thoại ở đây để hơi để mình ghi màn hình luôn cho rồi. Ghi đoạn ngay đầu màn hình đi. Rồi thì là phải nói xe quá quá đẹp các bạn, phải nói đẹp quá đẹp luôn. Giá nó cũng rẻ chứ không mắc, bao zin bao ngon luôn ha, chạy đã lắm. Chạy từ ở anh chạy từ ở chạy đi Sài Gòn, chạy đồ chạy tới chạy lui đồ đã lắm các bạn đó. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu thì phải thì cái việc đó là coi như là gặp anh chủ xong rồi hai bên thì trao đổi đồ với nhau ha. Trao đổi đồ với nhau, phải nói là chiếc xe nó tuyệt vời, mà từ trong động cơ, từ phần động cơ mà cho tới là mọi thứ phải nói là quá đẹp. Đó các bạn thấy không? Các bạn cứ từ từ ha, đợi một tí xíu thì ảnh sẽ nói về chiếc xe này cho các bạn ha. Đấy, máy đang nổ. Ngất lại em. Xin chào anh chị em nha. Nay mình quay con xe Rip, mình dọn tâm huyết rồi. Xe này mình đang sử dụng tốt. Đồng sơn còn đẹp. Đồ chơi thì đầy đủ. Năm cái vỏ còn mới nha. Các chức năng sử dụng còn rất là tốt. Hai cầu còn hoạt động tốt. Xe này đi xa rất là tốt. Nếu trời mưa thì gắn cái bạt lên. Đây, mở cái máy ra. Máy riêng của xe Rip luôn. Trăm cái số khoảng 10 lít. Giấy tờ sang tên hợp lệ nha. Để nổ máy. Đấy, máy đang nổ. Ngất lại em.